Tô. Dạ. Cho xe vào bãi giúp anh nhé. Vâng ạ. Tới sớm thế. Ừ. Mặt trông như mất sổ gạo thế. Có chuyện gì à? Chuyện gì đâu. Rõ là có. Hôm qua thì hẹn là trưa nay qua chỗ làm để bàn việc cho nó tiện. Hôm nay gọi điện để dãy nảy ra. Chắc chắn là công ty có phốt gì đúng không? Chẳng có phốt gì cả. Tại vì tao bận nhiều việc quá cho nên quên báo lại cho mày biết thôi. À đây, nói chuyện công ty. Thế là chỗ mày là có sếp mới à? Ừ. À, cái kế hoạch đi tuần trăng mật của mày với Trúc sao rồi? Bạn xong chưa? Đi đâu, chi phí ra sao để tao biết tao chọn tour này. Đợi tí, mật ong nhà tao qua giờ đấy. Có gì mày cứ hỏi cô ấy. Vợ tao thì đúng là nghìn cái nhu cầu. Nhưng mà tao chỉ có đúng một nhu cầu cháy bỏng thôi. Để lấy vợ. Đang yên đang lành độc thân sướng muốn chết không chịu. Thích đeo gông vào. Kệ tao. Còn cả mày nữa đấy. Để vài năm nữa hâm. Ok, tao nói thật đấy. Mày bây giờ công ăn việc làm ổn định rồi, chờ gì nữa. Mà tao thấy mẹ mày vẻ sốt ruột lắm rồi đấy. Ừ, biết vậy. Nhưng mà chuyện này á không thể tạch lưỡi cho qua được. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện của bố mẹ, tao chả thiết tha gì. Thì trên đời này không có chuyện một túp điều tranh hay quả tim vàng đâu mày ơi. Đúng là bà Hòa số khổ thật đấy. Căn bản là ông già mày mất sớm quá. Cho nên mục tiêu lớn nhất của tao bây giờ á là phải thành đạt, phải kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ tao sống thật sung túc, không phải lo nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền nữa, không yêu đương gì cả, chỉ tội làm khổ người khác thôi. Ủa mày, ông một thanh niên mà suy nghĩ cứ như là ông già ấy. Bây giờ lạc quan lên, phiên phiến thôi nhá. Bây giờ mình có 5 triệu mình tiêu kiểu 5 triệu, 10 triệu mình tiêu kiểu 10 triệu, kiểu gì mà chả sống được. Một thanh niên lúc nào trong túi cũng vài chục triệu tiêu giặt cho hay. Mày bớt nói lại đi, cho tao đỡ ngứa tai nha. Ok, không nói nữa. Buồn nốt cái chỗ giờ. Thế là quả sếp mới ở công ty là như nào? Nam hay nữ? Nhìn mặt này là nữ đúng không? Nè, ngon không? Ngon thịt không? Có Facebook không cho ta search xem cái quả giao diện cái. Này, đàn bà hay sao mà nhiều chuyện thế? Ở đây chờ mật ong đi nha. Tao vào tao vật lộn với sổ sách đây. Ok. Mất cái hứng.